Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những cái tin tức mới nhất liên quan tới một số đề tài mà rất nhiều bạn quan tâm tới Đề tài đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới cái gói cứu trợ của Hoa Kỳ Đây là một cái đề tài mà rất nhiều bạn quan tâm tới Tình hình hiện, hiện bây giờ là như thế nào Đề tài thứ hai chúng ta sẽ nói tới đó chính là việc Tổng thống Trump muốn mở cửa làm ăn lại và đề tài thứ ba chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới một số tin là có phải bây giờ chúng ta đã có cái thuốc để mà chị bệnh dịch hay chưa? Và đây chính là ba điều mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn vào một số cập nhật của thị trường chứng khoán. Thì đầu tiên, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ các bạn thấy là chỉ số Dow Jones ngày hôm nay đã lên 11,37%. Hôm nay thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ tiếp tục có nhiều cái hy vọng về cái gói cứu trợ. Chúng ta sẽ nói tới chi tiết một lát nữa. Và các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones tăng 11,37% là một cái phần trăm tăng vô cùng lớn Chúng ta sẽ nói tới một lát nữa là lớn như thế nào so với lịch sử trước đây Chỉ số S&P 500 đã lên 9,38% Và chỉ số Nasdaq đã lên 8,12% Và các bạn cũng đã biết là trung bình thì chỉ số Dow Jones một năm là lên xuống chỉ khoảng là 8% Hàng ngày lên xuống nhiều nhất cũng chỉ là khoảng chừng 3-5% Bây giờ các bạn thấy là một ngày có thể lên hay là xuống 10% là một chuyện mà chúng ta đã thấy rất nhiều trong vòng 2-3 tuần qua. Cái con số mà lên như vậy các bạn thấy là chỉ có trong những thị trường như là thị trường crypto, thị trường chứng khoán là một thị trường vô cùng lớn nhưng mà bây giờ dao động nó rất là mạnh. Và đương nhiên trong cái thời điểm này là một thời điểm mà những cái người trader rất là thích tại vì họ rất là thích thị trường có cái sự dao động mạnh. Thì nếu mà chúng ta tính theo lịch sử của Dow Jones thì các bạn thấy được là cái đợt tăng mạnh ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn vào từ năm 1933 cho tới, tới bây giờ, đây chính là cái tài liệu liên quan tới 10 ngày mà chỉ số Dow Jones lên nhiều nhất. Thì các bạn thấy được là ngày hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2020, cái đường màu vàng này đã nằm ở trong cái 10 ngày mà lên nhiều nhất của chỉ số Dow Jones. Chúng ta thật sự đã đang nằm ở trong một cái thời kỳ lịch sử. Tại vì các bạn thấy được là cho dù các bạn tính là đi xuống nhiều nhất trên một ngày, hay là đi lên nhiều nhất trên một ngày thì cái thời kỳ này đó chính một thời kỳ mà đã tạo ra nhiều lịch sử những cái ngày gần đây đã được đưa vào trong sử sách sau này là một trong những ngày mà dao động nhiều nhất của chỉ số Dow Jones cho nên các bạn thấy được là tình hình bây giờ là một cái tình hình mà có thể là sánh ngang hàng với lại những cái sự cố trước đây liên quan tới 9-11 hay là cái sự kiện liên quan tới khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, năm 2009. Trở lại với lại những cái chỉ số khác thì các bạn thấy được là hiện bây giờ thì thị trường của châu Á đang hoạt động. Thì các bạn thấy được là Nikkei của Nhật Bản, chỉ số Nikkei đã lên trăm Thượng Hải và Hồng Kông thì vẫn chưa có mở cho nên chúng ta vẫn chưa có tài liệu. Và các bạn thấy được là trong cái lúc này thì Shanghai, Thượng Hải và Hang Seng Hồng Kông đã mở cửa và Shanghai đã lên 1,94%, Hồng Kông đã lên 2,61% và giá vàng hôm nay thì sao? Giá vàng các bạn thấy là cũng đã tăng lên tăng 0,5%. Bây giờ là 1.670 đô cho một ounce và dầu thì các bạn thấy được là dầu bây giờ là ở cái mức là khoảng 24 đồng 88 cent vẫn còn vô cùng thấp. Bitcoin thì như thế nào? Các bạn thấy được là bitcoin ngày hôm nay cũng đã có được một cái sự tăng trưởng. Lúc mà tôi đang làm video này, thì giá của bitcoin là 6.683 dựa theo Coinbase. Ngày mai thì ra sao? Các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái số giao dịch của các chỉ số future, các chỉ số hợp đồng tương lai. Thì bây giờ các bạn thấy được là chỉ số hợp đồng tương lai của Dow Jones là tăng 12 điểm 0,06%. S&P 500 là giảm 0,19% và chỉ số hợp đồng tương lai của Nasdaq là xuống 0,45% thì hầu như là không có cái xu hướng cho ngày mai là xảy ra sao phần lớn là mọi người vẫn đang trông chờ là cái tình hình của dịch bệnh và cái gói mà hỗ trợ có được thông qua hay là khi nào được thông qua. Đây là điều mà thường cảm thấy là ai cũng quan tâm tới. Và khi mà chúng ta nói tới cái gói mà hỗ trợ thì các bạn thấy được là hôm nay có nghĩa là thứ ba ngày 24 Tây vẫn chưa có tin tức gì về gói hỗ trợ hôm nay không có bỏ phiếu và bây giờ lúc mình làm video này là 6 giờ 44 tối giờ Cali thì cái cơ hội mà bỏ phiếu hôm nay cho gói hỗ trợ là cơ hội rất là thấp cho nên có thể là chúng ta phải chờ tới ngày mai thì mới bắt đầu bỏ phiếu lại thì tình hình gói hỗ trợ như thế nào các bạn thấy được là cái gói cứu trợ này Bây giờ là vẫn còn một số điều mà cả hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục để mà đàm phán. Và cả hai đảng hôm nay cũng có một số tin tức tốt là cả hai bên đều nghĩ là đã gần đạt được mục đích, hai bên đã gần có được một gói cứu trợ mà cả hai đều cảm thấy hài lòng. Thì điều mà đang tranh cãi duy nhất bây giờ đó chính là liên quan tới 500 tỷ. Điều chúng ta cũng đã nói tới ngày hôm qua, đó chính là 500 tỷ mà đưa cho những cái công ty mà đang gặp trở ngại hiện tại. Thì một bên, nghĩa là đảng Dân Chủ nói là 500 tỷ này đưa cho những công ty này nhưng mà không có những cái sự ràng buộc. Tại vì các bạn thấy là một trong những điều mà đã xảy ra năm 2008, năm 2009 khi mà cũng có một cái gói hỗ trợ, tại vì khủng hoảng tài chính lúc đó, thì có một số tiền rất lớn đã đưa cho các ngân hàng, nhưng mà không có cái sự ràng buộc khiến cho các ngân hàng lấy cái tiền hỗ trợ đó, nhưng mà cuối cùng thì người dân cũng không nhận được là bao nhiêu. Cho nên bây giờ 500 tỷ này là một trong những điểm mà hai bên vẫn đang đàm phán. Ngoại trừ đó ra thì một điểm khác nữa chính là liên quan tới việc là có nên hay là cho bao nhiêu tiền cho những cái công ty hàng không tại vì một trong những cái điều mà nhiều người lên án hiện tại là công ty hàng không thì bao nhiêu năm qua không có phục vụ khách hàng tốt cái gì cũng tính tiền từ đến các bạn gửi những cái hành lý hay là các bạn mua một ly nước cũng tính tiền tóm lại là cái gì cũng tính tiền với lại cái người mà mua vé phục vụ lại không được tốt có rất nhiều những cái phụ phí nhưng mà bây giờ thì những cái công ty mà kinh doanh hàng không thì đang bị lộ lo rất là nặng các bạn cũng đã biết là bây giờ là không ai đi du lịch thậm chí là bây giờ là mọi người đều ở nhà nhất là ở hoa kỳ người ta cũng không đi công tác người ta không có đi chơi cho nên những công ty hàng không đang gặp rất nhiều trở ngại về tài chính và bây giờ người ta nói không nên đưa tiền cho những hãng hàng không tại vì trước đây khi mà họ làm có tiền trước đây khi mà họ cứ lấy tiền từ các người dân tính từ đồng từng cắt với các người dân khi mà người ta mua vé thì khi mà họ có lời họ lại dùng cái lời đó để mà mua lại cổ phiếu của mình ở trên thị trường tại sao tại vì họ muốn bơm cái cổ phiếu mình lên cho nên họ mới không có tiền và bây giờ gặp cái tình hình này những cái hãng hàng không mới gặp nhiều trở ngại cho nên một trong những cái điều mà đang được tranh cãi là có nên hay là cho những hãng hàng không này mượn bao nhiêu tiền thì một điều mà có thể nhiều bạn đang suy nghĩ tới là tại sao lại không nghe những tin tức mới liên quan tới cái việc là người Hoa Kỳ có được nhận tiền hay là không đây là điều mà rất nhiều người xôn xao tuần vừa rồi. Thì dựa theo cái tin tức mới nhất thì cái số tiền mà người dân nhận được vẫn là một trong những mục nằm ở trong cái gói hỗ trợ này. Cái gói hỗ trợ này lên tới 2.000 tỷ và cái số tiền mà cho mỗi người dân là 1.200 đô hay là 2.400 đô cho một cặp vợ chồng và 500 đô cho mỗi đứa con dựa theo cái mức lương của người ta thay thuế thì cái mục đó vẫn còn ở trong cái gói hỗ trợ này và có hai điều tôi nói với các bạn là có nhiều người bây giờ thì nói là không biết gói hỗ trợ này có được thông qua hay là không. thì đương nhiên mỗi người đều có mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng mà đối với thuận gói hỗ trợ này, ý nghĩ cá nhân là sẽ được thông qua. chỉ là khi mà được thông qua thì những chi tiết như thế nào, cái 1.200 đô này có còn là một chi tiết đó hay là không và tôi nghĩ là cái cơ hội cao vẫn sẽ là một trong những cái điều mà được thông qua. đương nhiên chúng ta sẽ chờ những tin tức chính thức. tại vì các bạn thấy được là cả hai bên bây giờ không phải là một bên là đảng Cộng Hòa đưa ra cái gói hỗ trợ này mà cái đảng Dân Chủ không chịu. Vấn đề ở đây là cả hai đều nghĩ là gói hỗ trợ thật sự cần thiết. Cái khác biệt ở đây là cái gói hỗ trợ đó có những chi tiết gì? Đó chính là điều mà hai bên tranh cãi chứ không phải là tranh cãi coi coi có cần hay là không. Cho nên cơ hội mà gói hỗ trợ này được thông qua là một cơ hội rất là cao. Nhưng mà chi tiết đương nhiên sẽ khác khi mà thông qua chính thức. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Và điều thứ nhì là có rất nhiều người đang mong đợi cái số tiền đến từ chính phủ. Đối với Thuận thì tôi không mong đợi tại vì tôi cảm thấy là điều quan trọng hơn là cần phải có những tin tức tốt được đưa ra từ y học là khống chế được cái bệnh này. Đó mới là điều thật sự cần thiết để mà thúc đẩy nền kinh tế. Chứ không phải là cái số tiền 1.200 đô đưa ra từ chính phủ. Và cái số tiền này có đưa đến tay người dân cũng không biết là người dân bây giờ có sử dụng hay là không. Cho nên không biết là cái hiệu ứng như thế nào. Và thứ nhì nữa, cho dù người dân có sử dụng thì cũng sẽ dẫn đến lạm phát, thì cuối cùng cũng như không. Đó chính là suy nghĩ của thường hiện tại. Các bạn nghĩ sao? Hãy comment ở phía dưới. Thì có một số người lên án thường cũng muốn chia sẻ với các bạn về cách nhìn này. Và channel này thì chỉ chuyên về tài chính cho nên thường không có muốn nói nhiều về chính trị. Nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ một trong những điều mà các bạn cần phải suy nghĩ tới đó chính là bỏ phiếu cho tổng thống kế tiếp. Năm nay là một cái năm mà trình cử tổng thống cho nên những gì mà đang xảy ra các bạn cần phải nhìn những cái sự kiện này với cái ống kính là những người mà làm chính trị khi mà họ ra những quyết định thì họ sẽ nghĩ là quyết định của họ ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu năm nay như thế nào, ảnh hưởng đến việc ai tiếp tục làm tổng thống. Đó là một điều mà họ nghĩ là các bạn cần phải suy nghĩ tới. Cho nên nhiều người nói là bây giờ hai đảng chỉ là chơi trò chính trị, ai cũng muốn là lấy lòng dân để có thể là được nhiều phiếu khi mà tranh cử bắt đầu xảy ra. Người dân chỉ đời thứ yếu, bây giờ chỉ là trò chơi của chính trị. Chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này một lát nữa. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích video này hay là những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Chúng ta bây giờ hãy đi vào cái đề tài thứ hai đó chính là việc liên quan tới tổng thống Trump muốn mở cửa lại là như thế nào. Thì hôm qua tổng thống Trump có đưa ra một lời phát biểu ở trên cái chương trình Fox News là tổng thống Trump muốn mở cửa lại tất cả hoạt động lại như bình thường và tổng thống Trump muốn mở cửa lại trước cái ngày lễ phục sinh, có nghĩa là ngày 12 tây tháng 4. Tại sao? Thì dựa theo lời nói của tổng thống Trump thì ông ta được tư vấn bởi bên y khoa cũng như được tư vấn ở cái bên kinh tế thì nhìn vào những gì mà ông ta nhận được thì tổng thống Trump cho là trước đây khi mà đóng cửa 15 ngày để cho mọi người ở nhà để mà giảm đi cái sự lây lan của dịch bệnh thì lúc đó là hy sinh kinh tế để có được cái sự an toàn cho người dân nhưng mà tổng thống Trump bây giờ nói là chúng ta cũng đã gần đến cái kỳ hạn 15 ngày các bạn có đã biết là bây giờ đã là ngày thứ bảy, ngày thứ 8 mà mọi người đang ở nhà thì bây giờ tổng thống Trump muốn mở cửa trở lại, có mở cửa trở lại ngày thứ hai tuần sau hay là không tôi nghĩ là cơ hội đó thì cũng không có cao, nhưng mà tổng thống Trump là muốn mở cửa lại trước ngày 14 tây tháng 4, mọi người trở lại đi làm, trở lại mở cửa bình thường. Đó chính là điều mà đã được nói tới hôm qua mà gây ra nhiều sự xôn xao và tổng thống Trump nói là lý do tại sao ông ta muốn mở cửa trở lại tại vì Tổng thống Trump nghĩ là cái sự nguy hiểm liên quan tới dịch bệnh không có cao bằng cái sự thích thoát liên quan tới tài chính nếu như mà tiếp tục đóng cửa. Tại vì Tổng thống Trump nói nếu như mà cứ nghe theo những người mà làm về y học thì ý nghĩ của họ là muốn đóng cửa cho đến khi nào mà dịch bệnh thật sự là được quản lý hay là sẽ biến mất. Có thể là tốn thời gian rất là nhiều. Nhiều người cho là cần phải đóng cửa thêm vài tháng nữa. Có thể là 3-4 tháng. Như vậy thì đã quá lâu tới thời điểm đó thì cái sự thất thoát liên quan đến kinh tế người ta thất nghiệp cái sự thiệt hại sẽ còn nặng hơn là mở cửa lại và chấp nhận nguy hiểm là bệnh dịch có thể tiếp tục lây lan đó là điều mà đã được nói tới thì điều này cũng khá là phức tạp tại sao tại vì các bạn thấy được là đương nhiên có rất nhiều người là đang lo lắng là khi mà trở lại như bình thường như là tổng thống trump mong muốn thì lúc đó bệnh dịch có tiếp tục lây lan hay là không và một điều quan trọng hơn nữa là những cái chủ hãng hay là những người mà đứng đầu những quận những thành phố hay là những tiểu bang thì họ sẽ nghĩ là nếu như mà cho mọi người trở lại như bình thường mà bệnh dịch lại lây lan thì những người đó có thể là bị kiện hay là phải chịu trách nhiệm tại vì người ta đi làm giả sử như là thuận đi làm mà thuận không may bị dịch bệnh về nhà là lại lây, lây cho người nhà thì đương nhiên lúc đó Thuận phải nói là công ty phải có trách nhiệm tại vì công ty bắt Thuận chở ra làm khi mà vẫn chưa có sạch sẽ, khi mà dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan. Cho nên cái vấn đề này là một vấn đề mà Thuận cảm thấy là cũng khá rắc rối tại vì các bạn biết là cái lệnh mà ở nhà 15 ngày, cái đó là cái lời khuyến cáo được đưa ra bởi liên bang còn mỗi tiểu bang thì sẽ đưa ra cái lệnh chi tiết hơn cho nên các bạn thấy được là ở Cali thì thống đốc Cali đưa ra cái lệnh gọi là stay at home, lệnh ở nhà ở New York thì có cái lệnh là shelter in place, lệnh trú ẩn tại chỗ và những tiểu bang khác thì cũng có những cái lệnh tương tự nhưng mà chi tiết sẽ khác một chút. Thì những cái lệnh đó lại được đưa ra bởi tiểu bang chứ không có phải là liên bang. Nếu như mà Tổng thống Trump nói là cho mở cửa trở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi nghĩ là đương nhiên điều đầu tiên có thể xảy ra là mọi người trở lại như bình thường và tiếp tục để mà hoạt động. Nhưng mà điều thứ hai có thể là tùy theo nơi, các thống đốc sẽ tự đưa ra cái quyết định là có nên mở cửa hay là không. Cũng như chúng ta mới nói thì bây giờ một trong những điều mà nhiều người làm chính trị quan tâm tới đó chính là cái cuộc tranh cử tổng thống kế tiếp. Nếu như mà cứ đóng cửa thiệt hại liên quan tới tài chính sẽ rất là lớn và tài chính là một trong những điểm mạnh của tổng thống Donald Trump. Cho nên tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái lý do khiến cho tổng thống Trump rất là khó xử trong thời gian này. Nên chọn kinh tế hay là nên chọn an toàn cho người dân. Và quyết định thì bạn cũng đã thấy là tổng thống Trump muốn mở cửa trở lại. Nhưng mà nếu như mà giả sử như là tổng thống Trump ra lệnh mở cửa mà các thống đốc như là thống đốc của Cali hay là New York nghĩ là bây giờ cái sự lan tỏa dịch bệnh vẫn còn quá cao cho nên không nên làm như vậy thì các thống đốc sẽ tự ra quyết định là tiếp tục đóng cửa và không mở cửa để mà hoạt động lại bình thường. Thì lúc đó tổng thống Trump cũng có thể nói là lý do tại sao mà nền kinh tế đi xuống tại vì các thống đốc đó, những người đó không nghe theo lệnh của liên bang. Và đương nhiên đây chỉ là những gì mà đã được tranh cãi ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn đem tài liệu đến cho các bạn. Đó chính là liên quan tới việc Tổng thống Trump muốn mở cửa trở lại. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là có một số tin tức ngày hôm nay liên quan tới việc là đã có hay là sắp có thuốc để mà trị bệnh dịch. Thì điều mà các bạn cần nên biết ở đây là đương nhiên là mỗi một quốc gia đều có những cái phương thuốc mà họ đang thử nghiệm. Hoa Kỳ thì cũng vậy và có một số quốc gia nói là thử nghiệm thành công một số nói là vẫn đang tiếp tục thử nghiệm thì đây là một điều mà toàn thế giới cho nên thường không thể nào nói chắc chắn được nơi nào là như thế nào thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn những cái tài liệu chính thức được đưa ra thì nói riêng về hoa kỳ thì cho tới ngày hôm nay vẫn chưa có cái phương thuốc hay là vẫn chưa có vaccine để chống lại dịch bệnh Hoa Kỳ vẫn còn đang thử nghiệm rất nhiều những loại thuốc như là chúng ta nói tới cái thuốc hydroxychloroquine mà Thuận đã nói tới trong các video trước đây thì có tác dụng hay là không chúng ta phải chờ thêm thời gian nhưng mà cho tới bây giờ nếu như chúng ta lên trang web WHO hay là cái cơ quan y tế quốc tế thì các bạn thấy được là câu hỏi là bây giờ đã có vaccine hay là thuốc để mà chữa trị bệnh dịch hay chưa thì câu trả lời là chưa có đó chính là câu trả lời chính thức của WHO Kế đó thì các bạn nhìn vào CDC Thì CDC khi chúng ta nhìn vào những tài liệu mới nhất để thường refresh của trang này Thì các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu mới nhất ngày hôm nay Thì vẫn không có tài liệu Đương nhiên là có rất nhiều những cái tài liệu liên quan tới là Mỹ đang thử nghiệm rất nhiều thứ thuốc Có nhiều cái tin tức đưa lên là đang thử nghiệm tới 50 thứ thuốc Nhưng mà công hiệu như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục Thường tin tưởng là chúng ta sẽ có được vaccine và có được thuốc Vấn đề chỉ là thời gian và chúng ta nhận được tin tức mới nhất đó chính là liên quan tới New York. Thì New York sẽ là một tiểu bang đầu tiên mà thử nghiệm dùng cái chất kháng thể được lấy ra từ máu của người đã thành công vừa qua được dịch bệnh. Dùng đó để coi coi là có thể hỗ trợ những người khác qua khỏi dịch bệnh hay là không. Và đây là tin tức mới nhất được đưa ra từ các cái tài liệu truyền thống. Đương nhiên những cái tin đồn hay là những cái tin mà không có xác thực được thì đừng không thể chia sẻ với các bạn. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được giá trị trong video này. Và nếu như mà bạn là một trader, bạn thích trade margin thì các bạn có thể tham gia sàn NFX Tham gia thông qua link của Thuần Capital phía dưới thì các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí Chơi margin thì các bạn đương nhiên là có thể long, các bạn có thể short, đánh lên thì đánh xuống Thị trường lên xuống các bạn đều có thể là có lời Đương nhiên chơi margin rất là nguy hiểm và không dành cho những bạn mới Chỉ thích hợp cho những bạn nào mà có kinh nghiệm trading Và nếu như các bạn thích giao dịch all coin các bạn có thể tham gia sàn Binance Thông qua link của thùng Capital phía dưới các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch sau khi giao dịch, sang sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn. Và ngoài chỉ có video, các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên thuận capital.com. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.